gì đây hả Bin? Ủa, con cầm gì á? Cá. Ủa, con mua cá nữa hả? Đâu? Con mua cá gì á? Cá nhỏ. Đâu, để xuống cho các bạn coi cá của con coi. Ủa, con mua cái gì nữa hả? Cái này là cái con. Cái này là gì cho Bin? Dao cho ăn. Dao. Đây là rong rong. Rong cái cá. Còn này là gì? Cái này là bỏ vô. Sỏi hả? Bỏ vô cho đẹp hả? Ôi con bị ngủ chưa hả Bin? Về trước tiên con bỏ sỏi với con mua cá gì đây? Cá nhỏ. Rồi, thằng Bin mua cá bảy màu các bạn. Bao nhiêu con nữa chứ mình đếm được bao nhiêu con nha. Ủa con không có mua cái giờ đó Bin? Ăn gì mà đau bụng chết hả?